Chào các bạn đã đến với bài số 18. Bài số 18 này chúng ta sẽ giới thiệu về đối tượng respond ở trong Express.js. Vậy Express thì nó hỗ trợ cho chúng ta hai đối tượng mà có thể làm việc với request và respond. Thì bài trước chúng ta học về request rồi. Thế vậy respond là gì? Respond là một cái đối tượng mà trả về cho client một cái phúc đáp, một cái phản hồi, và nó chứa các cái thông tin giống như là HTML, trả về HTML, trả về text, trả về file, trả về một cái lệnh redirect, và nó giúp cho cái trình duyệt có thể có thông tin để hoạt động, và có thể là nó put cái cookie về cho client. Thì đối tượng response, bất cứ đối tượng nào ở trong lập trình thì nó đều có thuộc tính và phương thức. Thì có ba thuộc tính mà phổ biến nhất ở trong response object, đó là app chứa thông tin về instance của ứng dụng Express, hit the send là một cái kiểu thuộc tính true false, tính boolean, chỉ ra nếu mà app có trả về hit the thì là true và không thì là false, và local thì chỉ ra các cái biến, các cái đối tượng để chứa các cái response, chứa các cái biến mặc biến nội bộ của response trong phạm vi của request. Đó. Thì các bạn chỉ cần nắm được cơ bản, còn cái phương thức thì là quan trọng hơn. Ở đây có rất nhiều các phương thức, ở đây có các phương thức liên quan đến append, nó cho phép append các cái header, attachment, attach các cái file, cookie thì là có thể put cookie về cho client, clear cookie là xóa cookie. Ở đây cookie nó có key và value, kiểu key nó sẽ cấu tạo. End thì là kết thúc một cái response. Download để download file. Get để lấy ra cái content type của response. Redirect là cái bạn các bạn hay dùng nhất, nó để chuyển hướng một trang hiện tại sang một trang khác. Response status là để chúng ta trả về một status giống như kiểu trong web API, chúng ta trả về status 200 là thành công, 400 là pet request, 500 là internal server, thì chúng ta sẽ trả về code như thế để cho client biết để xử lý. Chúng ta có thể ví dụ một số các cái phương thức. Ở đây chúng ta sẽ để response.js. Ok, chúng ta có thể viết lấy cái nội dung ở đây. Đối với trang chủ local 8000 thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ lấy để về một cái cookie, rest.cookie. Key của nó là symbol và một cái đối tượng là một cái text. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ chấm send và gửi một cái gì đấy, thì symbol đây là gửi text về, và đó chúng ta rest chấm end để chúng ta kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ muốn là chạy, thì lúc bài trước chúng ta sẽ dùng nốt cách express.js. Chứ tên của nó là respond.js, cái này chúng ta chạy cũng được, hoặc là chúng ta cài một cái apk kit để chúng ta tự động thay đổi, thì nó sẽ tự, chỉ cần chúng ta set một cái nó sẽ tự động thay đổi build lại. Chúng ta dùng nodemon thì chúng ta sẽ install npm install --, save, tức là để cài cho nguyên cái môi trường develop thôi. Nó sẽ tự động, thay vì chúng ta dùng nốt thì chúng ta dùng nốt mod, thì không dùng cái này thì mỗi lần chúng ta thay đổi code thì chúng ta đều phải build lại, thì nó sẽ mất thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ có cơ chế tự động hóa, chúng ta dùng nốt mod express respond.js. Các bạn nhìn
Đó, nó sẽ tự động start cái để chúng ta sẽ chạy cái localhost 8000. Đó, simple. Chúng ta nhìn cái cookie nó trả về, chúng ta sẽ xem ở trong application cookie của localhost 8000 thì các bạn nhìn thấy có symbol đây. Đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng có các phương thức cho trả về cái JSON cho ứng dụng. Ví dụ chúng ta có thể là respond đây này. Trả về một chấm JSON, chúng ta sẽ trả về JSON cho ứng dụng một cái đối tượng JSON. Nó xếp một cái nó sẽ tự restart và run lại. Đó, và chúng ta sẽ có trả về một JSON. Thì này thường áp dụng cho web API, hoặc là chúng ta có thể just.redirect sang trang một cái trang nào đấy. Ví dụ ở đây xếp lại này. Em không? Đó, nó sẽ redirect luôn. Thì đấy một số các phương thức mà các bạn dùng vào trong respond object. Thì ngoài ra là có rất nhiều phương thức thì các bạn có thể bạn để hiểu được cái respond này để các bạn có thể làm việc với nó. Thì request và respond là hai đối tượng đôi với nhau, không những trong Node.js mà rất nhiều các phương thức các web framework khác thì nó đều hỗ trợ làm việc với hai đối tượng này. Cảm ơn các bạn.